Hội nghị thường niên dành cho các thành viên Việt Nam thuộc tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố khu vực châu Á Thái Bình Dương TPO với chủ đề Hội tụ xanh vừa tổ chức thành công tại thành phố Vũng Tàu. Hội nghị là cơ hội để thành phố Vũng Tàu tăng cường liên kết, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến các tỉnh thành của Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo 8 tỉnh thành phố là thành viên của TPO gồm Vũng Tàu, Đà Lạt, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Long An dưới sự chủ trì của ông Hu Kyung Ha, Tổng thư ký TPO. Thành phố Vũng Tàu là thành viên thứ 124 của tổ chức này và cũng là địa phương thứ 6 của Việt Nam là thành viên chính thức của TPO. Ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị lần này cho biết, thông qua việc đăng cai hội nghị TPO dành cho các thành viên tại Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu đề xuất nhiều giải pháp cũng như thúc đẩy phát triển du lịch với mong muốn quảng bá hành trình xanh, sạch, đẹp, sản phẩm du lịch, những đặc sản đặc sắc của thành phố Vũng Tàu. Thông qua sự hỗ trợ kết nối từ các thành viên TPO thúc đẩy hợp tác, quảng bá thành phố Vũng Tàu đến các thành viên trong TPO cũng như hợp tác đầu tư phát triển giữa thành phố Vũng Tàu với các thành phố bạn. Thành phố Vũng Tàu là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra, thành phố còn là khu vực hậu cần của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, là địa phương phát triển về du lịch dẫn đầu trong toàn tỉnh. Vũng Tàu sở hữu nhiều bãi biển đẹp, có núi, rừng, sông và 18 di tích lịch sử văn hóa, là nơi tổ chức các lễ hội nghìn ông tháng tam, lễ hội trùng cửu Long Sơn, lễ hội hùng vương tại đền mẫu cửu, giải đi bộ leo núi thành phố Vũng Tàu, chương trình âm nhạc đường phố, bên cạnh thành tích hai lần liên tiếp đạt giải thưởng thành phố du lịch sạch asean do hiệp hội các quốc gia đông nam á bình xét nhờ làm tốt các tiêu chí quản lý môi trường đường phố sạch sẽ xử lý tốt chất thải nước thải chính quyền thành phố tiếp tục xây dựng đẩy mạnh ngành du lịch hướng đến sản phẩm xanh năng lượng sạch tạo ra môi trường thân thiện an toàn cho sức khỏe bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc phát triển du lịch gắn với các ngành nghề kinh tế khác đó là những giá trị cốt lõi của hội tụ xanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch thành phố Vũng Tàu trong khu vực và trên thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Vũng Tàu cũng tổ chức các triển lãm các sản phẩm, ấn phẩm, quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế, giới thiệu sản phẩm, thực phẩm ô cốp đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu theo chủ đề Hội tụ xanh. Đồng thời đưa các đại biểu dự hội nghị tham quan những điểm đến đặc sắc trên địa bàn như Bảo tàng tỉnh, Bạch Dinh, tour du lịch sông nước sinh thái phía Tây thành phố, làng thủ công mỹ nghệ, tour ngắm thành phố bằng trực thăng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, việc đăng cai hội nghị thường niên TPO tại thành phố Vũng Tàu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trong đầu tư phát triển đa phương giữa các thành viên trong TPO. Thông qua sự hỗ trợ của TPO và các thành viên sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, giúp du lịch thành phố phục hồi và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Thành phố Vũng Tàu cũng đề nghị TPO và các tổ chức thành viên hỗ trợ kêu gọi đầu tư, tăng cường đồng bộ các biện pháp quảng bá du lịch, nhất là đẩy mạnh ứng dụng quảng bá du lịch trên nền tảng số, du lịch ảo 360 độ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và các giải pháp cụ thể cho phát triển du lịch xanh bền vững, đưa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế vào năm 2030.